Xin chào tất cả anh em nhé. Hôm nay bên mình mới dựng thêm một cái xưởng gia công lưới nuôi cá lồng trên biển và trên sông. Hôm nay là hoàn thành một cái xưởng gia công chuyên các loại lưới nuôi cá lồng trên biển, trên sông và trên ao đều có rất là nhiều lưới. Đây là những cái lưới cũ của Nhật Bản thải về Việt Nam, bên em gia công nhận để gia công các cái lồng để nuôi cá, các loại cá dành cho quý bà con chăn nuôi trên biển, trên sông. Cái xưởng này mới dựng được nên được 3 ngày. Mới được 3 ngày thôi. Khuôn nền phát cho vào hoạt động luôn. Rất là nhiều loại lưới. Quý bà con nào muốn mua thì cứ liên hệ với bên em nhé.